Toàn cảnh vụ án kinh hoàng nhất năm 2014, vợ bí thư xã chém chủ nợ, đốt dấu xương sau vườn. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiêu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Người đàn bà có tướng béo tròn này là chủ mưu của hai vụ án kinh hoàng. Đường đường mang danh phận là vợ bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức. Nhưng một khi ả đã điên lên thì phang chủ nợ không trượt phát nào. Thậm chí ả còn chất củi, đốt chủ nợ không thương tiếc rồi đập phần xương khô để hủy chứng cứ. Vụ án vợ bí thư xã bà Lê Thị Hương từng gây xôn xao dư luận bởi những khuất tất chưa thể làm rõ. Năm 2014, bà Hương lần lượt bị hai cấp tòa án tuyên tử hình, đây được xem là vụ án kinh hoàng nhất trong năm 2014. Vợ bí thư xã gây án. Theo án sơ thẩm, Lê Thị Hương và bà Phan Ngọc Nga sinh năm 1960 ông Nguyễn Chí Hùng sinh năm 1961, chồng bà Nga, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mối quan hệ quen biết. Hương vay bà Nga số tiền 80 triệu đồng trong thời gian dài. Ngoài ra Hường còn thiếu bà Nga 20 triệu đồng và 60 triệu đồng tiền hụi. Vợ chồng bà Nga nhiều lần đòi nhưng Hường không chịu trả. Ngày 15 tháng 1 năm 2013, bà Hương gọi điện cho vợ chồng bà Nga hối thúc đến nhà tính toán nợ. Chiều cùng ngày, khi vợ chồng bà Nga đến lấy tiền, Hương lợi dụng sơ hở dùng hung khí gây thương tích cho cả hai nạn nhân. Hai vợ chồng chạy thoát và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát nạn. Đây mới là vụ án gây chấn động, gây bức xúc trong dư luận vì có nhiều uẩn khúc không thể điều tra làm rõ được. Theo hồ sơ vụ án, ngày 14 tháng 5 năm 2012, Hương hẹn bà Hà đến nhà mình. Tại đây, Hương nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu giao điện để bơm nước nhưng bà Hà bị điện giật tử vong. Sợ bị liên lụy, Hương kéo bà Hà ra sau vườn chất củi đốt để phi tang. Sau khi chỉ còn những đoạn xương, Hương đập vụn các đoạn xương rồi đem cho đổ vào các gốc cây. Gia đình bà Hà phát hiện bà mất tích đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Trong lúc hốt cho cốt, Hương lấy chiếc lắc vàng và điện thoại di động của bà Hà đem bán. Tại vườn nhà bà Hường, cơ quan điều tra đã đào và thu giữ được những mẫu xương cốt của bà Hà. Bà Hà bị cho là mất tích bí ẩn cho đến khi Hường bị bắt trong vụ chém vợ chồng chủ nợ Nga Hùng thì mới xác định được bà Hà cũng đã mất mạng tại vườn của nhà Hường. Một năm sau, sáng ngày 14 tháng 3, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành khám xét vườn nhà bà Lê Thị Hường. Lực lượng chức năng đào bới khoảng 20cm thì tìm thấy những khúc xương và răng. Cách hố rác không xa cũng tìm thấy cho hải cốt trong khi đó phóng viên báo chí không được phép vào hiện trường người chứng kiến khám nhà vườn là ông võ thành mỹ bí thư đảng ủy xã kim long huyện châu đức chồng bà lê thị hưởng quá trình điều tra ban đầu công an xác định bà hường có liên quan đến việc mất tích của bà hà công an cũng đã từng hút nước giếng bên cạnh nhà bà hường để tìm thi hài bà hà nhưng không có kết quả khu vườn nhà bà hường khá rộng công an đã khoanh ba địa điểm trong vườn để tìm nạn nhân chỉ còn lại những dấu vết của chất lửa đốt chồng vẫn bênh vợ chăm chọc Nói về việc cầm dao gây án với vợ chồng bà nga, ông Mỹ mọi chuyện quá rõ ràng. Chồng bà Hương không phủ nhận riêng chuyện công an tìm thấy và thu được xương cốt trong vườn nhà nghi là của bà Dương Thị Thủy Bình Hà. Ông Mỹ giải thích: năm ngoái tôi bị gãy xương ống chân, bà Hương mua rất nhiều xương cốt, cua, ghẹ hầm cho tôi ăn. Nhưng những ngày giáp tết, gia đình tôi bị bọn trộm thuốc chết ba con chó bọn chúng chỉ lấy được một con, còn hai con tôi mang đi ra hố rác đốt. Do đó, xương cốt công an tìm được chủ yếu là xương chó và heo, bò. Trong vườn có nhiều cho, không chỉ có ở chỗ công an đảo sới, do tôi đốt mấy cây điều bị gãy, dùng cho để bón cây. Những ngày cơ quan điều tra làm việc, không ai hỏi tôi câu nào nên tôi không để ý. Tự nhiên tôi nói ra để họ nghĩ tôi thanh minh thanh nga sao? tôi đã yêu cầu mấy anh công an bên tỉnh phải làm nhanh rồi cải chính cho vợ tôi. Đừng để con tôi phải chịu ảnh hưởng. Tôi tin chắc ngày đó phải có. Ông Mỹ cũng khẳng định không có tư thù gì với bà Hà, còn việc nợ nần mấy trăm triệu đồng, việc gì mà phải làm vậy với bà ấy. Giải thích về chiếc điện thoại và chiếc lắc của bà Hà mà bà Hường đã mang đi bán, ông Mỹ nói, khi xảy ra cái vụ điện thoại tôi trách bà sao lại dại quá, đi lượm mấy cái đó, lỡ người ta đặt bom ở trong điện thoại thì có phải mình chết không? Ông Mỹ cũng cho biết không để ý đến việc vợ nợ tiền của nhiều người. Vì nợ nần thì ai cũng nợ nần, hạch hỏi bà làm gì. Tại bà không nói với tôi, nếu không tôi sẽ tư vấn cho bà biết. Nợ nần không ai bắt được mình, việc gì phải chém người ta để phải ở tù. Thời điểm đó, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành giám định phần xương cốt thu giữ tại vườn nhà bà Lê Thị Hương. Tuy nhiên, chồng của bà Hương khẳng định vợ ông không đoạt mạng người. Xương cốt công an thu giữ chỉ là xương chó và heo bỏ. Còn ông Trần Văn An, em rể của bà Dương Thị Thủy Bình Hà, người được bà Hương nhờ đến sửa điện trong nhà và cũng là người được mục kích cuộc khai quật. Ông An kể lại, sau khi bà Hà mất tích khoảng một tuần, bà Hương nhờ ông sửa giúp cầu dao tự động mắc bên trong hông nhà, nơi vợ chồng bà Nga bị chém, do bị cháy đứt phần dây. Theo kinh nghiệm của ông An, việc cháy đứt dây điện chỉ có hai trường hợp, quá tải hoặc chập điện. Khi biết ông An là người sửa điện cho bà Hương, sau khi bà Hà mất tích, Ngày khai quật 14 tháng 3 tìm xương cốt và vườn nhà bà Hường, ông An được công an mời đến hiện trường từng thuật lại việc sửa chữa nguồn điện để cơ quan chức năng ghi nhận. Ông An nói, lần khai quật này không như lần hút nước giếng, công an làm rất bài bản, đọc quyết định khám xét ngay trước mặt ông Mỹ, đồng thời tập trung tìm kiếm ở vị trí như đã biết trước. Theo lời kể của ông An, các chiến sĩ công an chia làm hai nhóm ngồi hai bên, cách hố rác mỗi bên khoảng 5-6 mét, dưới đất tìm từ xa cho đến gần chiếc hố với những chiếc bay của thợ hồ mới mua, cào và cây cũng đã tìm ra những mảnh xương cụt, xương cổ và hai cái răng. Sới thêm được một lúc phát hiện một khúc xương chậu. Hầu hết các mảnh xương đều bị cháy đen, chỉ có đốt xương, cổ cũng bị cháy nhưng còn màu trắng. Khi công an tìm sát đến chiếc hố, một người dùng chiếc cào gạt mấy lớp cháy điều và cho ra thì bất ngờ một nhóm xương bàn tay nằm xếp ngay ngắn hiện rõ một lãnh đạo yêu cầu giữ nguyên để lấy thước đo, chụp hình rồi mới tiến hành hốt vào bao ni lông. Khoảng hơn 10 giờ công việc tìm kiếm hoàn tất, công an ghi rõ phần xương nằm khu vực nào thì cho vào bao đó, được khoảng 6 đến 7 bao ni lông. Sau khi lập biên bản niêm phong, họ cho ông Mỹ những người đại diện chứng kiến ký tên rồi mang đi. Qua quan sát, ông An cho biết tất cả xương cốt tìm thấy đều nằm dưới hố rác và xung quanh miệng hố hướng ra vườn. Những mảnh xương như được giải ra rồi khỏa đất lấp lên rất đơn giản. Theo nguồn tin không chính thức, ngoài việc nợ những người quen biết tại các xã Cù Bị, Kim Long, Sa Bang, huyện Châu Đức, bà Hương còn nợ hơn 10 cán bộ dưới quyền của chồng mình tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Cuối cùng, trong quá trình điều tra vụ án trên, Lê Thị Hường còn khai nhận chính mình là người đã đốt xác phi tang bà Dương Thị Thủy Bình Hà, sinh năm 1963, nguyên thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã Kim Long và trộm cắp tài sản của nạn nhân. Sự mất tích bí ẩn của bà Hà cùng với việc Hương bị bắt vì truy sát vợ chồng ông Hùng đã gây chấn động dư luận. Bà Hương khai đã nhiều lần mượn tiền của bà Hà với số tiền khoảng 200 triệu đồng nhưng không trả. Để đánh lạc hướng của cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân, Hương lấy sim điện thoại của nạn nhân nhắn tin vào số điện thoại của anh Nguyễn Hải Sơn con trai đầu của bà Hà với nội dung: "Đừng lo cho mẹ, khi nào xong việc mẹ về." Trong quá trình điều tra, hai vụ án gây chấn động do chính Hường thực hiện. Căn cứ lời khai của Hường, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khu vườn nhà Hường và thu giữ một số mẫu xương qua giám định đó là mẫu xương người. Từ kết quả giám định mẫu xương và căn cứ lời khai của Hường, cơ quan chức năng đã truy tố Lê Thị Hường về tội xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt và trộm cắp tài sản. Lời khai gây sốc Người đàn ông binh vợ chằm chập bảo là xương chó xương bò ấy là ông Võ Thành Mỹ chồng bà Hường, người được tòa mời với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không đến phiên xét xử chủ tọa cho rằng lời khai của ông mỹ đã thể hiện đầy đủ trong hồ sơ vụ án nên việc ông vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử của tòa vì vậy tòa tuyên bố phiên xử vẫn tiếp tục diễn ra có vẻ như ông ta đã đoán trước được cái kết cho vợ mình và những lời nói dối trắng trợn nhằm đánh lạc hướng điều tra và dị nghị của dân làng với mục đích quyệt tiền của chủ nợ, Hương đã lên kế hoạch sát hại chủ nợ. Từ sáng đến trưa ngày 15 tháng 1, bà Hương liên tục gọi điện cho bà Nga đến nhà mình để giải quyết chuyện nợ nần. Chiều cùng ngày bà Nga xuất viện, bà đang trị bệnh, nhờ chồng trở đến nhà bà Hương. Tại nhà bà Hương bảo bà Nga nằm nghỉ tạm trong nhà và nói với ông Hùng chồng bà Nga ra vườn chặt chuối, lấy trứng gà về tầm bổ cho vợ. Khi ông Hùng ra vườn, bà Hương vào bếp lấy dựa dài hơn nửa mét mang theo, đến chuồng gà bà hường đưa cho ông hùng một cái rổ nói ông nhặt trứng gà và khi ông này ngồi xuống nhặt bà hường đã ra tay ông hùng đưa tay lên đỡ và may mắn thoát nghe tiếng chồng kêu cứu bà nga từ trong nhà chạy ra cũng bị bà hường xuống tay tại tòa ông hùng bà nga khai như nội dung cáo trạng đã nêu trên theo đó khi ra tay bà hường mở tv rất to ông hùng kể khi thấy đầu choáng váng tôi quay lại thì thấy bà hường cầm dựa tôi nói sao chị chém tôi bà hường nói chém chết để trừ nợ Tuy nhiên khai trước tòa bà Hường nói mình chỉ nợ bà Nga 8,5 triệu đồng. Không hiểu sao sau này viết giấy nợ thành 85 triệu đồng. Hương nói trước tòa anh hùng chị Nga đến xin măng chua chứ không phải đến đòi tiền. Khi ghé nhà thì chị Nga đưa ra giấy mượn tiền và yêu cầu ký vào. Số tiền không nhiều nên có cãi qua cãi lại. Lúc đó bực quá nên tôi dùng dựa gây thương tích cho hai vợ chồng chứ không phải chém ngoài vườn khi nhặt trứng. Chủ tòa hỏi, bị cáo có biết vụ án của bị cáo gây chấn động trong cộng đồng không? Hường đáp, có biết điều tra viên nói chủ tọa nói tiếp bị cáo ra tòa với thái độ rất tỉnh táo như theo dõi phiên tòa của một bị cáo khác tòa không thấy bất cứ sự hối hận nào của bị cáo trong thời gian tạm giam bị cáo có thực sự ăn năn hay không với những chứng cứ có trong vụ án liệu ai có thể tin được những lời bị cáo khai trước tòa không bị cáo có muốn khai trung thực lý do gây thương tích cho vợ chồng ông hùng không bà hường nói nhưng bị cáo đã nói sự thật rồi tòa nói chúng tôi chờ đợi ở bị cáo một yếu tố nào đó có thể ăn năn thành khẩn để có tình tiết giảm nhẹ. Nhưng với thái độ của bị cáo như vậy, không thành khẩn thì chúng tôi không còn gì để hỏi nữa. Bị cáo cho rằng nếu không có mâu thuẫn cãi vã gì cho đến thời điểm hai vợ chồng bà Nga tới nhà, thì tại sao lại ra tay chém vợ chồng bà Nga như vậy? Tôi sẽ thống kê lại toàn bộ hành động của bị cáo và vợ chồng bà Nga. Bị cáo suy nghĩ sao khi đến giờ này vẫn khai báo như vậy? Khi xuống tay với đồng loại bị cáo có cảm thấy run tay không mà có thái độ thản nhiên như vậy? thực hiện hành vi dã man vô nhân đạo vô nhân tính như thế nhưng đến giờ này vẫn dừng dưng vô cảm như đang nói về câu chuyện của một người khác như đang kể về một bộ phim mà mình đã xem như một người đang thưởng thức vô can tại tòa bị hại yêu cầu bồi thường gần một tỷ đồng bà hương cho rằng quá cao với khả năng nhưng cuối cùng bà cũng chịu mức này chưa có phần tranh luận viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã phát biểu quan điểm luận tội theo viện, vụ án này và cả vụ bà Dương Thị Thủy Bình mất tích trước dư luận đặc biệt quan tâm. Tội ác của bị cáo phải được trừng trị nghiêm minh. Mục đích động cơ của bị cáo là giết vợ chồng bà Nga để quyết nợ. Việc vợ chồng bà Nga không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Nếu hành vi này không bị phát hiện hoặc nếu vợ chồng bà Nga chết, có thể bị cáo hưởng sẽ đốt xác phi tàng như là hành động đối với bà Hà. Đây là hành vi đê hèn, gây dư luận xấu, phẫn nộ trong người dân. Sẽ thấy không còn khả năng cải tạo bị cáo cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Từ đó, công tố viên đề nghị xử tử hình đối với bị cáo. Nói lời sau cùng, bị cáo rơm rớm nước mắt, bị cáo xin tòa giảm nhẹ mức án để con nuôi con nhỏ. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định từ lời khai của bị hại, nhân chứng, việc các tài liệu, chứng cứ khác đã có đủ chứng cứ kết tội bị cáo hưởng đúng như cáo trạng truy tố. Việc người bị hại không tử vong là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Bị cáo đoạt mạng nhiều người với sự liều lĩnh, côn đồ và hung hãn cao độ để che đậy khoản tiền nợ của bị cáo đối với bị hại. Đây là tình tiết định khung tăng nặng, vì vậy tòa tuyên xử tử hình bị cáo. Thác án tử nhờ luật mới. Cụ thể là vào năm 2014, Lê Thị Hường lần lượt bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Tháng 7 năm 2014, Lê Thị Hường có đơn xin giảm án tử hình gửi chủ tịch nước. Trong quá trình chờ thi hành án thì Bộ luật hình sự năm 2015 ban hành và chiếu theo quy định trong bộ luật mới này thì Lê Thị Hường được giảm án theo giải thích của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại khoản 3 điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Đồng thời tại nghị quyết số 144-2016-QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự có quy định về việc thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội. Căn cứ vào quy định trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có báo cáo về trường hợp bị án Lê Thị Hưởng để tránh án Tòa án Nhân dân tối cao xem xét ngày 17 tháng 1, ông Nguyễn Văn Hiến, tranh án tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, sáng cùng ngày cơ quan này đã nhận được quyết định của tòa án nhân dân tối cao về việc chuyển hình phạt của bị án Lê Thị Hương từ tử hình xuống còn 20 năm tù. Vụ án vợ bí thư xã đoạt mạng người đốt phi tang đến giờ vẫn còn là vụ án bí ẩn chưa có hồi kết. nạn nhân là bà Dương Thị Thủy Bình Hà, thủ quỹ xã Kim Long cũng không tìm được. chỉ còn lại nỗi đau khi vợ bí thư xã đã quá máu lạnh 20 năm, ả à, thoát án tử. Máu lạnh, rừng rừng, thở là tất cả những từ khi nói về Hưởng. Nếu chấp hành tốt, ả à đã được ra tù. Nhưng với sự thâm độc của ả, à, dù có ra ngoài xã hội quay trở về với cuộc sống, ả à cũng sẽ phải bán sới rời xa huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu để sinh nhạc. Bạn muốn VKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên vkt. Thank mm -hmm. you.